Nè, nói nghe nè, có chuyện quan trọng nên nghe và phổ biến cho nhiều người biết. Là tại vì có nhiều người đang dùng hình ảnh của Việt Thảo và kể cả video nha, để mà giới thiệu bán thuốc giảm cân. Việt Thảo không có bán thuốc giảm cân và Việt Thảo cũng không có dùng thuốc để giảm cân. Số điện thoại của Việt Thảo là 714 414 3358. Cho nên bất cứ ai dùng số điện thoại khác là không phải Việt Thảo mà Việt Thảo cũng không có ai đại diện Việt Thảo để bán thuốc. Nhớ nghe các bạn, đừng bị gạt nữa. Rồi, thông báo hoài mà cũng bị gạt hoài. Việt Thảo không dùng thuốc giảm cân và không có bán thuốc giảm cân và cũng không có đại diện Việt Thảo để bán thuốc giảm cân. Nhớ nghe Xin cảm ơn. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 580, qua câu chuyện Hai vòng nhì vệ đường. Đó là cái tựa đề Việt Thảo đặt thôi. Thực thực ra trong này, nó có nhiều câu chuyện của nhiều người trong đó. Rồi, bắt đầu nha. Đây là chuyện bên lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cái bức thư này của Hoa Phạm mà Việt Thảo nhận được vào ngày 28 tháng 3 của năm 2021. À, nội dung bức thư như sau. Chào anh Việt Thảo. Chúc anh có nhiều sức khỏe và gia đình được vui vẻ hạnh phúc. Câu chuyện nội trước khi mất xảy ra khoảng năm 1987. Năm đó nội bệnh người già. Bác sĩ bảo đem về đi một hai ngày là bà đi đó. Anh Thảo biết mà ở dưới quê em được cái gì cái là gia đình có chuyện thì tất cả con cháu trong dòng họ phải về hết khi gia đình em về hết thì nội mới bảo tao chưa có đi đâu bốn ngày nữa tao mới đi thì bác chính em mới hỏi nội sao nội nói gì kỳ vậy nội bảo là có người thân đứng xung quanh họ nói bốn ngày nữa sẽ đến rước nội đi các bác thấy vậy mới bảo nội thấy ai chung quanh vậy nội sau đó nội nói tên của các ông bà đã khuất mặt, mà thật sự em không có biết, chỉ có các bác với ba em biết thôi. Nội còn dặn đến bốn ngày sau, đốt chung quanh nội, dùm cho nội mười hai ngọn đèn, để nội thấy đường nội đi. Trời đất ơi, nghe tới đó, gia đình em ai cũng sợ. Và lúc đó chỉ còn nghĩ là chắc nội nói nhảm hay là sao đó, chứ không có thiệt gì đâu riêng bác chính của em nói là không có tin nhưng rồi trong gia đình thì ai cũng tin hết tại vì mọi người nghĩ rằng trước khi mình mất thì sẽ thấy người trong dòng họ đã khuất đến đón mình mà thiệt vậy đó đoan thảo ơi chỉ ba ngày đầu nội em vẫn nói chuyện tỉnh táo bình thường nhưng đến ngày thứ tư nội nằm thoi thóp thì thấy vậy các bác em mới đốt 12 ngọn đèn chung quanh giường cho nội, thì khoảng một tiếng sau, nội em mất luôn. Còn đây là câu chuyện thứ hai, là nói về anh hai của em. Anh hai của em ngày còn trẻ, sau cái giờ làm về là la cà, chén chú, chén anh, uống quá trời quá đất nên khi tuổi lớn lên một chút là bị ung thư gan. Mà bây giờ bác sĩ cho biết là ở giai đoạn cuối rồi. Nhưng mà bác sĩ chỉ thông báo cho gia đình thôi, chứ không có nói với anh hai của em. Anh em nằm bệnh viện khoảng một tháng, thì nó cũng giống như mọi ngày thôi. Em chăm sóc cho anh hai em. Ông yếu rồi. Làm gì trong nhà em có ba anh em, ông anh rồi đến bà chị giữa rồi đến em thì trong khi chăm sóc như vậy em đang ngồi đó thì tự nhiên anh hai em nói mày thấy cậu nhìn tao không em nghe gì em mới quay nhìn trong phòng đây là phòng chăm sóc đặc biệt thì đâu có ai đâu lúc đó thì anh em nói cậu bảy đứng ngay cửa kìa em mới nói giỡn hoài ghê vậy cha cha làm tôi sợ tôi về luôn á thì lúc đó anh của em chưa nghĩ là mình chết Ông chỉ nghĩ là ông bị lét bao tử thôi tại vì nhậu quá nhiều. Với lại ông ói ra máu nữa. Rồi lúc đó em đưa đi cấp cứu xét nghiệm. Lúc đó thì em biết là ông không có biết là ông bị uh, ung thư gan thời kỳ chót. Rồi ông còn nói là chuyến này đi về chắc ông bớt nhậu lại. Thì kể từ lúc mà anh em nói là gặp cậu Bảy thì khoảng 2 ngày sau trong lúc em đang ngồi ăn cơm ở căng tin của bệnh viện thì chị em gọi bảo mày đi đâu mà anh hai gọi hoài không được ông nói là có hai thằng nào lạ quắt nó nắm giờ ổng nãy giờ kìa nghe vậy em liền chạy vô phòng thì thấy ổng đang lim dim ngủ em mới hỏi canh chăm giường bệnh ở kế bên á nãy giờ có người lạ nào vào phòng không thì ổng nói nãy giờ đâu có ai vô đâu nghe nói chuyện thì ông anh của em mở mắt ra ổng nói nãy á đứng đây có hai thằng nó cứ kéo dò tao hoài. Em nghe ông nói vậy em cũng sợ. Vì em thấy người trước khi mất thường hay thấy cái này cái kia. Đêm hôm đó, anh em bắt đầu khó thở. Rồi sáng sớm ngày hôm sau, thì anh hai của em mất luôn. Không biết anh Thảo và mọi người qua để gặp trường hợp này như em hay chưa. Em chúc mọi người trên kênh anh Thảo nhiều sức khỏe và mong kênh anh ngày càng nhiều người biết đến để nghe những câu chuyện do mọi người gửi và được nghe giọng anh Thảo đọc. Khi mà em hỏi cái câu không biết anh Thảo và mọi người có ai đã gặp trường hợp như em chưa? Anh Thảo chưa rơi vào trường hợp gần chết cho nên anh Thảo không có biết. Đấy khi nào anh Thảo sắp sửa gần chết rồi. Nếu lúc đó mà thấy có những người thân của mình đến kêu đi thì anh Thảo sẽ thu hình và nói cho mọi người biết cái sự việc xảy ra trước khi anh Việt Thảo chết. Còn đây là bức thư của uh, Phúc Nguyễn nhận được vào ngày 29 tháng 3 của năm 2021, nội dung bức thư như sau. Em cảm ơn anh đã đọc chuyện em kể trước đây. Qua giọng đọc của anh em nhớ lại những chuyện xưa ùa về, làm em không dám nghe lại lần hai. Nhưng em có lưu lại làm kỷ niệm. Em được anh đọc tên, em cảm thấy vui lắm. Người mà em thần tượng. Sau đây em xin kể những câu chuyện em đã từng trải qua. Em đã đọc kinh Phật cho từng biết. Trên cõi đời này có sáu cõi, như cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi súc sinh và gọi ngã quỷ. Cho nên tại sao con người thường hay thấy những hiện tượng lạ? Trước đây thì em rất sợ ma, trời vừa tối xuống là em không dám đi đâu hết, mà càng sợ thì em lại càng thấy. Cái căn nhà 191 Lê Hồng Phong lầu 3, phường 10 quận 10, em đặt tên là căn nhà ma ám. Đây là cái căn nhà có 3 lầu, một trệt nằm ngang đường 3 tháng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này ông nội em có làm ăn chung với một gia đình khác, hùng với nhau để làm cái khung ảnh. Lúc đó thì gia đình ông nội khá vất vả, nhưng mà vì quá tin bạn nên bị lừa hết tiền. Rồi sau đó họ bán lại một lầu ở trên cùng. Nghe ông nội em nói nhà này thời mà người ta lúc đó có nhiều người uh, lính đó họ đưa gái về hãm hiếp rồi giết chết rồi uh, đó là nghe người ta nói rồi có một gia đình kia có ba đứa con hai vợ chồng đi vượt biên rồi họ dụ về cho ở thì âm mưu lấy vàng để giết chết rất nhiều người đã mất ở tại đó rồi gia đình ông nội và gia đình ba má và các cô bác ở chung lúc đó thì em được năm tuổi không hiểu sao mà hầu như từng chi tiết một em đều nhớ hết một cái căn nhà cùng một căn nhà hai tầng ở dưới nhà thì không bị chỉ duy nhất gia đình em thì lại cãi nhau suốt ngày cứ thay phiên nhau cãi lộn đánh đập như nồi cá heo tầng em ở có hai hai căn chung một lầu ở nhà bên kia thì cho thuê không ai ở được ba ngày đàn ông à, ông bà em với tất cả thành viên đều ở chung đêm xuống thì không ai dám chơi khuya em cũng không hiểu có một hôm thì ba má em với em trời nóng nực quá rủ nhau ra ban công ngủ cho mát đêm đó hai vợ chồng cái người thuê nhà không hiểu sao bỏ chạy mà vừa chạy vừa la họ chạy bay qua mùng nhà em đang ngủ luôn. Rồi có hôm thì qua gõ cửa xin ngủ nhờ. Họ nói là họ bị đuổi mà sự việc xảy ra toàn là trong đêm không à. Sáng ra họ mới kể lại cho nghe. Đang ngủ vậy đó. Ở trên tường mới hiện ra ba đứa nhỏ nó đang phá dây điện. Thì ba mới la lên: "Ê, đừng có phá điện giật chết bây giờ." Thì lúc đó mới nghe tiếng nói của người phụ nữ la. Sao dám la con tao? Để cho con tao chơi đi. Vậy đó. Rồi tự nhiên cái giường nó dựng đứng lên. Ôi cha ơi, bà tung cửa chạy qua nhà xin ngủ nhờ vì quá sợ. Má em mới hỏi vậy chứ hôm qua chị chạy qua mùng em đang ngủ chị thấy gì? Bà nói thấy người con gái mặc áo dài đuổi đi. Chắc là tôi trả nhà chứ dám ở nữa đâu. Ông nội em biết chuyện trước đây rồi Nhưng ông không có kể Ông chỉ ngồi im lặng thôi Sáng ra ông nội mới kêu cả nhà Làm mâm cơm cúng cho họ Ở nhà em đó Có điều là Cơm khi nấu xong rồi Thì phải ăn cho hết Thấy gia đình ăn không nhiều Thì nấu ít lại Miễn làm sao ráng ăn cho hết Nếu lỡ dư một chút Tại vì nếu có dư mà để sáng mai Thì nó hư hết mà không hiểu sao, cái nồi cơm dư vậy đó, mà nó chảy nước ra hết mà trong đó nó có thức ăn nữa. Thôi đó trời nhà, nhà nghèo mà, cơm gạo đỏ hay gọi là gạo quyết rồng. Cái nền kinh tế khó khăn. Tự nhiên em kể mà sợ quá thôi, sáng mai em kể tiếp nha. Chúc anh và các khán giả nghe anh kể thật nhiều sức khỏe nha. Bye anh, thương mến anh nhiều lắm. Còn đây là bức thư của Long Nguyễn mà Việt Thảo nhận được vào ngày 30 tháng 3 của năm 2021. Địa chú Việt Thảo, con tên Long, hiện tại con đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Con rất thích các chương trình của Trung tâm Dân Sơn Productions, mê nhất là chương trình ca nhạc hài kịch, những nẻo đường miền Tây, vượt biên giới, coi đi coi lại mà vẫn cười xỉu. Mong chú trở lại hợp tác cùng chú Dân Sơn Bảo Liêm thêm của những nẻo đường miền Tây 2, cho con và mọi người thưởng thức con nghe lóm kênh chuyện ma của chú lâu rồi vợ con nói chú nói chuyện rất có cảm hứng và dễ ngủ còn đứa con bốn tuổi của con thì cứ kêu mở ông việt thảo lên nghe nè nói nghe nè lên nghe đi ba nó chỉ nghe bốn chữ đó thôi rồi nó ngủ queo nay đóng góp cho kho tàng của chú thêm vài mẫu chuyện ma có thật mà những người hàng xóm con đã gặp mà con thì chưa gặp bao giờ. Dưới đây là hai câu chuyện con xin kể. Hồi mà con còn nhỏ, cỡ lớp 3, lớp 4, con rất mê xem phim bộ của đài CBS như là Quỷ Bảo, Linh Sơn Thần Tiễn, Bích Lịch Du Hiệp. Mà hồi xưa nhà nào có tivi đầu máy là khá lắm. Còn với bọn hàng xóm phải đi xuống trảng mây ấp Long Kim, Hòa Thành, Tây Ninh. Có nhà chú Minh lò bánh mì, thì nhà này cách xa nhà con khoảng 3-4 km. Thời đó nhà cửa thì ít mà tre trúc thì nhiều. Trên đường hẻm đi xuống tới chỗ nhà chú Minh phải qua mấy cái bụi tre to đùng. Tụi con lúc đi thì ba bốn đứa, không có sợ. Trời còn sớm, khi coi hết mấy tập thì về lắc nhắc còn có mình con mê quá không chịu về. Đã đến lúc hết phim thì hơn 11 giờ đêm rồi. Đi về tối om không thấy đường đi. Nhưng mà nhờ do thông thuộc địa hình nên biết chỗ nào đi và chỗ nào nên chạy. Khi đi được một lúc thì đến cái chỗ hẻm phải ngang qua mấy bụi tre nên con chuẩn bị chạy. Lúc đó sách dép kẹp vào hai bàn tay bắt trớn nhắm mắt chạy luôn chạy đến giữa đường thì tự nhiên vướng phải cái cây tre nằm chắn ngang đường té đổ máu mà lúc đi thì đâu có cái tre đó ui cha ơi lồm cồm ngồi dậy mà chạy tiếp đôi dép vẫn còn trên tay về tới nhà thì leo lên hàng ba ngủ luôn khi trời sáng dậy vệ sinh sạch sẽ máu me dưới chân khô lại rồi thì đi lại đầu hẻm ăn bánh canh bà tám như thường ngày trong khi ăn bánh canh thì có hỏi bà tám Dì Tám mà. Dì đi bán, dì có thấy cái cây tre nằm chắn ngang đường không? Tối qua nó ngã xuống con té đổ máu chân nè. Bà Tám nói, tàu gánh lên đây, đâu có thấy gì đâu mày. Con tin là bà Tám nói thật, tại vì bà đi bán ngang hẻm này sớm nhất, khoảng 4 giờ bà lên đây rồi. Mà bà đi bà gánh gầm như vậy đó, bà đâu có thấy cây tre nào đâu. Rồi sự việc qua đi vài bữa thì con lại nghe mẹ con kể tiếp một câu chuyện cũng liên quan tới cái cây tre nữa. Nhà con hồi đó phía sau có nuôi heo, cũng tầm cỡ bốn giờ đấy thì mẹ dậy rồi nấu hèm cho heo nó ăn. Thì lúc mẹ đang nấu hèm, con cây tre phía trên từ 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 nó cong 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 xuống rồi cái ngọn chĩa thẳng xuống trước mặt mẹ con. Bà ngó lên bà hết hồn, bà chạy tút vô trong nhà kêu ba con coi, xuống coi nhưng mà khi ba xuống thì cái cây tre nó đứng thẳng lên như cũ. Ba ông tin mẹ sáng ông đốn luôn cây tre đó. Hiện tại thì chỗ chuồng heo cũ đó giờ là cái nhà bếp, nhưng có điều lạ lắm, cái chỗ chuồng heo đi xuống một mét thôi nó có khoảnh đất trống bốn thước là lộ bốn, thì từ trước giờ không nuôi được bất cứ con gì. Ba của con ông nuôi hơn mấy chục con gà khi đến kỳ bán thì tự nhiên nó bị bệnh. Có con thì nó nổ con mắt, có con thì nó gãy giò nó lết không à. Không có con nào mà sống đàng hoàng, rồi cho hàng xóm ăn riết họ ngán luôn, giờ bỏ trống không nuôi được con gì hết. Khi hỏi mẹ vợ, thì mẹ con nói chắc chỗ đó có quỷ, họ không muốn cho nuôi dơ chỗ họ ở, hoặc là nuôi đến khi thu hoạch thì quỷ nó ăn con không tin. Nhưng giờ nghe nói có lý, nên con tin đó là sự thật. Còn đây là cái câu chuyện mà có liên quan đến con quỷ nó ở trên cây. Trước nhà của con là nhà ông Tám. Bên trái nhà ông Tám là nhà chú ba con. Ở phía sau nhà ông Tám và nhà chú ba, nó có hai cái cây vú sữa. Nhưng mà cái cây bên nhà chú ba con nó to hơn nhà ông Tám rất nhiều. Cái cây đó hai người ôm không hết. Nhà ông Tám làm nghề nông nên sáng thức rất sớm để lo cơm nước. Rồi đi ra ruộng ở bên Long Trung phải đi hơn 10 cây số. Trong lúc bà Tám nấu cơm thì ông Tám ông đi vệ sinh. Nhà ở quê mà. Cái chỗ vệ sinh nó ở tuốt sau nhà gần cái cây vú sữa. Ông ngồi trong cầu ông dòm ra bên ngoài rổ mới dòm lên cây vú sữa thì trời đất ơi ông thấy nguyên con quỷ mặc đồ trắng tóc thì nó dài thiệt là dài mà nó cứ tuột lên tuột xuống ít trên cây vú sữa ông tám dòm thấy không biết làm sao nhìn qua nhìn lại ông thấy cây rửa chẻ củi để kế bên ông chụp cây rửa ông phang nó một cái cây rửa dính vô cây vú sữa thì nó biến mất luôn phải công nhận ông Tám ông gan thiệt. Nhưng mà thật sự ở vị trí của ông Tám lúc đó, làm sao bây giờ? Kiếm gì liễn nó chứ biết sao. Rồi sáng hôm sau, tới lượt thiếm con bà cũng dậy. Sớm nấu cơm bên cạnh, thì nghe có tiếng lẹt xẹt ở ngoài cây vú sữa. Ba già dòm ra coi có cái gì, thì trời ơi, cũng con quỷ đó. Nó tuột lên tuột xuống, rồi nó đu dắt dẻo ở trên nhánh cây. Ui cha ơi, ba quăng cái nồi cơm, ba chạy vào nhà, ba la làng. Sau đó, kêu thợ lại, đốn luôn cây vú sữa. Ở trước nhà con thì có cây xoài cóc, gọi là xoài mút lớn lắm. Sáng thì con với bọn hàng xóm thường la xóm để lụm trái mà ăn. Còn mấy cái người đi chơi về khuya đó, cũng thường thấy cái con quỷ áo trắng ngồi dắt dẻo trên cây mà nó hát liếu lo con nghĩ chắc là con quỷ này là cái con quỷ ở trên cây hai cây vú sữa vì sợ ông tám không dám mở rồi chạy qua cây vú sữa nhà thím ba bây giờ bị đốn rồi cho nó chạy qua cây xoài này nó ở rồi một hôm nhà con có đám vỗ ông nội ba con mới thuê được cái đầu đĩa về cho cả nhà xem phim ở bên ngoài thì trời đang mưa bỗng nhiên nghe một cái rầm một cái sáng rực hết rồi điện cúp cái tivi thì bốc khói mà chạy ra ngoài xem thì thấy nhánh cây xoài to gãy rớt xuống đất rầm rầm mà ở trên đầu nhánh cây còn bốc khói mọi người nghĩ chắc là thiên lôi phát hiện con quỷ ở trên cây nên mới đánh nó đánh gãy nhánh luôn chứ mà cây xoài còn xanh như vậy làm sao gãy được và cũng từ đó về sau thì không ai thấy cái con quỷ áo trắng đó đâu nữa mọi người đồng đoán với nhau chắc nó bị đánh chết cùng với nhánh xoài khi ấy rồi ở xóm con thỉnh thoảng cũng nghe tiếng sét đánh to giống như vậy. Có khi sét đánh gãy nguyên một cây dương, rồi có khi đánh thủng mái ngói xuống, cái 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 mái ngói gạch của chánh điện tòa thánh thất của xóm con nữa. Lúc đó thì ở tây ninh mỗi xã đều có một cái thánh thất thuộc tòa thánh tây ninh. Câu chuyện nó là như vậy đó. Sau khi ba mẹ con ly dị thì mẹ và ba anh em của con dọn ra ngoài sống nhờ trên mảnh đất của thánh thất cao đại ở trong thất những người có công quả thì họ cất cho căn nhà vách đất mái lá nhỏ thôi để mà sống qua ngày con sẽ được mô tả xung quanh cái mảnh đất mà con sống phía trước nhà thì cũng là phía sau của thánh thất là nơi à, đậu của những cái chiếc xe thuyền. Gọi là xe thuyền, đây là loại xe rồng lớn có hai bánh, đầu và thân hình con rồng, dùng cho việc đưa người đã mất đi an táng. Mà chiếc xe này cũng cần khoảng 20 người khỏe mạnh để đẩy mới di chuyển nổi. Bây giờ thì hiện đại hơn, họ gắn máy vào và chạy bằng bốn bốn bánh như là xe ô tô. Thì những cái chiếc thuyền này gọi là nhà thuyền bát nhã ở bên trái à, căn nhà là mảnh đất trồng cây cối ôm tùm. Ở bên phải là căn nhà của ông hai làm chánh sự ở bên thất, mở quán nhỏ bán tạp quá. Phía sau cũng là căn nhà quan không người ở một nát. Nói chung, không khí xung quanh cũng rất đáng sợ vào buổi tối. Lúc đó thì con học lớp 5, lớp 6 gì đó. Và phải nói cái chất mê phim cũng còn ăn vào máu nên chiều tối là chạy đi kiếm chỗ xem phim ké. Mà lúc về lần nào cũng vậy. 11-12 giờ đêm, hết phim mới chịu về. Ban đêm mà. Vậy đó, mà con chẳng thấy con ma nào hết. Con không biết lúc đó con ma nó có thấy con hay không. Chứ con thì con không thấy nó. Nhưng có một bữa thì con cùng mấy đứa con nít trang lứa với nhau ở trong xóm ra phía sau căn nhà quan chơi trốn tìm chơi đầu không trời ra tú căn nhà quan đó chơi nhưng mà chơi đó cũng phải tại chỗ đó mặc dầu quan nhưng có chỗ để tìm để trốn cũng chơi năm mười mười lăm hai mươi lúc thì năm người lúc mười đứa có khi đông có khi ít đứa tìm đứa trốn xung quanh căn nhà thì hôm đó có đứa đó nó đi tìm nó thấy có cái bóng áo trắng gần bụi chuối đứng dòm cái đứa tìm đó tưởng đâu là đứa khác nên nói ê sao mày không trốn thì tự nhiên cái bóng trắng đó đứng im re không nói năng gì hết cái bóng mà mặc áo trắng đó khi nó đến gần thì tự nhiên cái người mặc áo trắng đó biến đi đâu mất trời đất ơi nó la làng lên rồi nó bảo chạy về tụi con đang trốn chẳng biết việc gì thôi, sau đó cũng giải tán luôn. Qua ngày hôm sau khi ngồi ăn bánh canh thì nó mới nói, cho biết nó gặp cái người mặc áo trắng biến mất như vậy. Ôi cha ơi, từ đó không bao giờ tụi con dám chơi ở nơi bụi chuối cạnh ngôi nhà quan đó nữa. Mà nhà con thì lại ở phía sau cái ngôi nhà quan đó. Gia đình con sống ở đó cũng được 10 năm. Rồi mẹ đòi được cái miếng đất ngoài thị xã, cả nhà mới dọn ra ngoài đó. Sau đó con và mấy đứa em cũng tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi xuống Sài Gòn học. Mẹ cũng đi theo, nhà ở trên đó cũng bán và chuyển hẳn về Sài Gòn, ở cùng các con. Thưa chú, trên đây là ba câu chuyện lúc con còn sống trên mảnh đất đầy khó khăn và chất giả, của thời còn cấp sách đi học, vừa đi làm kiếm cái ăn cái mặt hàng ngày. Còn cảm ơn chú đã đọc chuyện cho mọi người cùng nghe và góp một phần vào kho tàng chuyện ngay dân gian của chú. Chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong mùa dịch Covid. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021. Ký tên Long. Còn đây là bức thư của Bảo Bảo với cái tựa đề là Bảo Bảo gửi chuyện ma có thật. Bức thư nhận được vào ngày 28 tháng 3 của năm 2021. Nội dung bức thư như sau. Hai, xin chào chú Việt Thảo. Con là Bảo, quê ở Vĩnh Long. Con là một khán giả theo dõi kênh chú đã lâu. Con rất thích cách kể chuyện của chú, rất hay và rất thật. Nay con có mẫu chuyện ma có thật, do chị họ tên Thùy Dương của con đã trải qua và kể lại cho con. Theo nội dung kiện thì con tặng tạm, tạm đặt tên cho nó là Hai Vong Nhi vậy được. Vào năm 2008 lúc đó thì chị Dương đang học lớp 11 ở Sài Gòn. Được nghỉ Tết và giống như mà hàng năm vậy, chị Dương về quê ngoại chơi rồi chờ ngày nhập học thì đi học lại. Do là chị được nghỉ học sớm nên chị về quê trước rồi ba mẹ chỉ về sau. Chị ở quê chơi được khoảng 1-2 ngày thì ngoài cái khu chợ có đoàn hội chợ xuân người ta mới giờ về bán các vật dụng quần áo trang sức rồi đồ nội trợ nói chung các thứ thì đều có hết nhưng cái thu hút mọi người đến đông nhất là lô tô với biểu diễn ca nhạc buổi tối hôm đó thì chị dương có rủ bạn của mình là chị diễm cũng là bạn học chung trường và cùng quê của chị dương thì chị diễm này ở cách nhà ngoại chị khoảng cây số rưỡi Hai đứa hẹn nhau tối cơm nước xong mới chạy ra ngoài khu hội chợ xem hát. Cái khu chợ này thì cách nhà ngoại hơn 3 cây số nằm ở ngoài lỗ xe lớn chạy. Rồi từ lỗ lớn vô nhà ngoại là sẽ đi quẹo vào một con đường nhỏ khoảng hơn 2 cây số là tới. Tối hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi chuẩn bị rồi, chị Dương mới xách chiếc xe đạp cũ của bà ngoại để sang rước chị Diễm đi ra hội chợ. Trước khi đi thì bà ngoại cũng cũng có dặn dò đi chơi về sớm. Tại có đoạn đường về nhà khá tối, với lại đêm thì trời rất là lạnh. Nghe ngoại dặn dò, chị cũng nghe lời giả rồi mới bắt đầu đi. Thì khi mà chị đến trước Diễm, thì chị Diễm cũng đã chuẩn bị xong, rồi cũng đứng đợi sẵn bên ngoài rồi. Hai người mới chở nhau đi đến hội chợ, đạp khoảng 15-20 phút là tới. Khi tới đó thì tầm 5 giờ mấy kém. Hai người tính là đi lòng vòng để xem cái ngôi chợ. Rồi cho đến 7 giờ rưỡi, khi mà bên sân khấu hội chợ người ta bắt đầu hát thì lại coi. Hai người vừa đi chơi rồi coi hát loay quay cũng hơn 9 giờ tối. Thì chị Diễm mới bảo là thôi về, để về tối nó lạnh, với lại tao cũng buồn ngủ. Thì lúc đó chị Dương mới nhìn đồng hồ, mới bảo là thôi ngồi tới chín rưỡi về luôn thì ngay lúc đó chuông điện thoại của chị dương cũng reo lên thì ra đó là điện thoại của ngoại nhắc chị về nhà sớm nghe vậy thì hai người quyết định rời chợ ra về phải nói dư quê mà nhà ngủ sớm lắm ngày thường bảy giờ đã lo văn mùng rồi chỉ có lễ tết thì, thì trễ hơn chút trên đường về nhà bên tay phải xa xa là đồng ruộng thường thì thường cách một con sông hoặc một cây cầu, mảnh vườn. Còn bên tay trái là nhà của anh ta, dưới quê mà. Nhà nào cũng có sân trống ở phía trước, nên cái căn nhà thì nằm khá sau bên trong. Và căn nhà với cái con đường đi cách khoảng cái sân. Trời tối, sương xuống, cộng thêm thỉnh thoảng có gió thổi, nên trời khá là lạnh. Chị Diễm đi thì có mang áo khoác, nhưng mà chị Dương thì chỉ mặc có cái chiếc áo sơ mi tay dài. Trên đường cũng tán dốc với nhau cho đỡ lạnh. Hai người cũng tin là trên đời có ma. Nhưng mà hai bà gan lắm. Đi tối dậy đó. Mà có hai người. Dù là đèn đường leo lói. Mỗi đèn cách nhau khoảng 10-20 thước. Rồi nhiều nhà họ ngủ ngủ sớm. Nhưng mà vẫn để đèn ngoài sân. Nhưng mà may hôm đó. Có trăng. Cho nên đường đi cũng không có tối lắm. Chạy một hồi đến nhà chị Diễm chị dương mới thả chị diễm xuống nhà rồi mới chạy về nhà một mình nhà ngoại cách nhà chị diễm cũng hơn cây số rưỡi khi chạy về một mình chị dương cũng ớn lắm khi lúc nãy có chị diễm thì chạy chậm giận mình ráng đạp lẹ về chị dương chạy đâu khoáng chừng trăm thước tự dưng không biết sao lúc đó gió thổi lên chị khẽ rùng mình rồi từ xa xa chị thấy mờ mờ là hai cái bóng người Đi, đi từ phía dưới bờ sông đi lên Hai cái bóng thấp thôi Nên chị đoán chắc là bọn con nít Chị cũng không hiểu sao mà tụi nó làm gì giờ này mà còn chưa Chưa đi ngủ mà ra ngoài này Khi chạy một chút tới gần tụi nó Thì chị thấy rõ ràng hai đứa Đứa nhỏ Đứa lớn Cái đứa lớn đó Nó cỡ chừng mười mấy tuổi Mười tuổi mười một gì đó Đứa thấp hơn là em của nó là cái chắc rồi chị thấy tụi nó đang giãy giãy cái tay kêu chị giống như là muốn nói cái gì đó chị nhìn kỹ thì thấy hai đứa người thì ướt nhẹp mà trên người bùng lầy dính đầy hết dính luôn cả mặt mà hai đứa lại mặc đồ thun mỏng mà tay ngắn lúc này chị cũng chưa có nghĩ đó là ma hay quỷ gì hết chị nghĩ chắc là cái tụi này thì bắt cua bắt cá gì giờ này mà về trễ như vậy thì chị mới xà tới chậm lại rồi chị mới hỏi Tụi em đi đâu giờ này về mà tối quá bộ hỏng lạnh à? Thì lúc này đứa lớn mới trả lời Tụi em đi tắm xong về, chị cho tụi em có gian về nhà, nhà tụi em cũng gần đây thôi. Xong rồi nó cười với chị. Mà mặt mài thì nó lắm lem bùn đất, nước còn nhiễu lụm tủm dưới quần áo. Thì lúc này nhìn kỹ chị Dương mới thấy rõ, hai đứa nhỏ đứa nào mặt mày cũng tím ngắt, mà tai, chân, mặt, mũi thì sưng phình lên. Nước bùng thì nó, nó chảy ra từ trong miệng và mắt nữa. Ôi cha lúc này chỉ biết chị gặp ai rồi. Mà không hiểu sao chị đứng trách chân chỉ nhìn. Có lẽ lúc đó sững sờ quá. Thì tích tắc thôi, đứa lớn mới đặt cái tay của nó lên cái cổ tay của chị. Mà chị nói lúc đó thì cái tay của nó lạnh như là cái cục nước đá. Lúc này chị mới giật mình một cái. Rồi hết sức căng đảm, chị hất tay nó ra, rồi nhào lên xe đạp dông liền. Chị đâu có dám ngoảnh đầu lại. Khi mà chị dông chị chạy như vậy, chỉ còn nghe dân dẫn cái tiếng cười của hai đứa trẻ ở phía sau. Mặc dù lúc đó trời rất lạnh, mà chị đâu có biết lạnh là gì. Chị hết ga chị đạp, đạp cái tầm cỡ khoảng hơn trăm thước rồi. Thì không hiểu sao, chị thấy rất là nặng. Chị đạp hết muốn nổi luôn, y như đang chở cái gì lớn lắm nặng ở phía sau vậy. Rồi lúc đó gió thổi nữa. Vậy đó mà vừa đạp vừa sợ mà mồ hôi giả ra như tắm. Sợ quá biết sao giờ ráng đạp thôi. Cũng còn đâu dài trăm thước nữa về đến nhà. Chị đâu có chịu nổi đâu nặng quá mà ráng sức. Mệt nhưng mà phải cố gắng. Chị đạp hết nổi rồi, làm sao? Chị phải dừng lại xuống coi cái xe làm sao nó nặng quá. Khi chỉ nhìn chiếc xe đâu có dấu hiệu gì bể bánh hay mềm bánh hay có cái gì đâu. Thì chị kiểm tra lại mới thấy cái tay áo của mình, ngay cả cái phần eo bụng. Nó dính bụng mà có dấu của những cái ngón tay bàn tay. Giống ai như đó đang ngồi mà ôm chỉ để cho chị chở vậy. Ui cha, lúc này chị mới giật mình và chị nhớ lại cái giọng nói với khuôn mặt của hai thằng nhóc. Chị mới biết rồi, vậy là hai thằng nhỏ nhảy lên xe cho chị chở rồi. Ui cha, chị miệng lắp bắp niệm Phật, a di đà Phật mà nhào lên xe dông về. Lúc đầu thì đạp cũng hơi nặng, nhưng mà về sau, càng đạp thì nó càng nhẹ dần. Chắc có lẽ lúc đó do chị niệm Phật nhiều. Đạp một hồi thì chị cũng chạy về tới nhà. Chị thấy ngoại chị cũng đang nằm võng trước cửa chờ chị. Ui cha chị hớt 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 khải chạy vào. Thấy ta nói chị ướt đẫm mồ hôi. Ngoại mới hỏi bay làm gì về trễ vậy? Mà sao mặt mày xanh lè xanh lét mồ hôi một kê không? Lúc này chị Dương trong khi còn thở hỗn hển miệng thì khô khóc mới kể lại cho ngoại nghe lúc gặp cái gì ở trên đường đó rồi mới chỉ vô cái áo thì có điều lúc này ở trên áo chị không còn một vết bùng nào trên người cả. nghe vậy cũng lạ, nói rằng trên áo dính bùng mà sao không có? thôi ngoại chị mới kêu vô nhà thay đồ rồi đi ngủ. cho tới sáng hôm sau chị mới được ngoại chị kể lại cho nghe là ở khúc đường đó đó, cái nhà đó có hai thằng con trai, đứa mười hai tuổi, đứa chín tuổi lúc mà ba mẹ nó đi làm đi làm ruộng dặn tụi nó ở nhà không có được đi đâu chơi tụi nó không nghe rủ nhau đi tắm sông bị chết đuối ngay khúc sông trước nhà đâu có ai ngờ được mấy thằng nhỏ dưới quê bơi rất giỏi luôn hầu như nó bơi như con rái cá vậy mà không hiểu tại sao hôm đó tụi nó bị đuối nước mà chết mà chết hết cả hai đứa sự việc xảy ra cũng hơn năm rồi. Có điều là sau khi hai nhỏ chết đuối ở đó, ai mà đi ngang cái khúc sông đó mà yếu bóng vía thì đều bị hai đứa nó nhát quại. Rồi có người đi soi ếch hay cắm câu gì đó cũng kể lại. Nói là thấy tụi nó nhờ dắt về nhà. Mà người tụi nó cũng dính đầy bùng ở trong mắt, trong miệng trào ra. Mà người thì tím ngắt, sình lên trông rất là dễ sợ cái câu chuyện này chị họ của con đã gặp phải xảy ra cách đây đã hơn chục năm rồi. Giờ thì ai ở gần đó cũng không còn thấy gì cả và cũng quên luôn cái câu chuyện mà hai đứa nhỏ chết xong. Còn đây là cái bức thư mà Việt Thảo nhận được vào ngày 28 tháng 3 năm 2021 của Kim Quanh. Nội dung bức thư như sau con xin chào chú việt thảo con xin tự giới thiệu con tên là kim oanh năm nay con 30 tuổi con sinh ra và lớn lên ở bạc liêu và hiện đang sống tại thành phố đài nam ở đài loan con qua đây là vì con lấy chồng người đài loan con xin gửi đến những câu chuyện tâm linh của gia đình con câu chuyện như vậy bà nội của con có năm người con bốn trai và một gái ba của con là con trai út thì trên ba con là cô Năm. Cô Năm mất lúc hình như là 17-18 tuổi gì đó. Khi cô Năm còn chết, nghe người ta nói là cô Năm đã tự tử, tử. Nhưng mà nhà con không có nói là cô Năm tự tử, tử. Chỉ nói là bị té xong chết. Chỉ vậy thôi, nhưng ai cũng nói rằng cô Năm của con linh lắm lúc mẹ con sinh ra con, đó là năm 1991. Trong lúc đang nằm cử trong tháng, thì cô năm con hiện về thăm con. Lý do là tại lúc đó con hay khóc đêm. Mẹ con nói là cứ khoảng 4 giờ rưỡi chiều là con bắt đầu khóc cho tới 7 giờ tối. Khóc không ngừng nghỉ, khóc như là bị ai đánh đập, khóc liên tục cũng 3 tiếng đồng hồ. Rồi tự nhiên đâm đang nằm ngủ lúc đó cũng khoảng 10 giờ tối. Mới thấy có bóng người đứng ngay đầu giường. Còn nói chuyện. Người đó nói là sao con không ngoan vậy? Con khóc hoài. Kìa, coi cái mặt thấy ghét hả? À? Ôi cha ơi, nghe như vậy. Mẹ con sợ quá. Mẹ con mới niệm Phật trong miệng. Nhưng mà cô năm con cũng không có chịu đi. Mẹ con mới nghĩ chắc là cái căn nhà này là nhà của cô năm nữa, cho nên cô năm không có sợ. Ôi cha ơi, biết làm sao bây giờ, niệm Phật cũng không được, thế là mẹ con liền la lên, "Dú ơi!" hét lên. Dú đây là tại vì nhà con ba mẹ con kêu cha mẹ là ba với dú. Khi khi mẹ con la "Dú ơi", cái người đứng đó bay vô vách tường và biến mất. Mẹ con kể lại là còn nhớ lúc đó đó cô Năm mặc áo màu xanh dương Rồi à, tóc của cô Năm thì cứng mà rậm lắm Khi ngờ nghe mẹ la vú ơi như vậy lớn lên Cô Năm mới bay vô dắt tường biến mất Thì ông nội bà nội mới chạy vô Mẹ mới kể lại hết sự tình Lúc đó thì ông nội con đi ra nhà trước Đốt nhang cho cô Năm rồi mới khấn giái Thu à Bà cấm con đó nghe không con thương con thương con cháu á, thì về phù hộ nó mạnh giỏi chứ làm tụi nó sợ vậy ba cấm mà không có được nha con và từ kể hôm mà ông nội thấp nhang ở bàn cô năm thì từ đó mẹ con không thấy nữa còn đây là câu chuyện của con con thì từ đó giờ hay đi chùa và có niềm tin vào à, Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi lúc nhỏ con không có tiền để đi Cần Thơ làm luận văn, báo cáo luận văn. Thời điểm đó đó phải là 500 ngàn hay 1 triệu đồng. Đối với gia đình con như vậy là nhiều lắm. Tại vì gia đình con phải chạy, chạy ăn từng bữa mà. Con đâu có biết làm sao, khổ quá. Con mới đi ra ngoài biển, con đốt nhang cầu xin mẹ Nam Hải làm sao giúp con được có tiền lo cho việc học. Thì sau cái lần đi thắp nhang đó rồi, tối về nằm ngủ con nằm mơ. Con thấy mẹ quán thế âm, Bồ Tát quán thế đó, bay từ ở phía sau nhà con mà bay lên. Thì con thấy đó là cái tượng, và ở dưới chân tượng có cái số 02. Rồi con lại nghe có tiếng người phụ nữ nói, 02, rồi con ngủ mất, sáng hôm sau giật mình thức dậy. Con nhớ giấc mơ, con mới nói nhỏ em kế của con á, nó mua vé số, rồi nó đặt số nữa. Vậy mà sổ số, số đầu, nó trúng số, đủ tiền cho con đi Cần Thơ, báo cáo luận văn đó chú. Còn cái ngôi nhà mà con ở lúc con chưa lấy chồng ở Đài Loan đó, thì con kể cho chú nghe về căn nhà này. Ở sau nhà con nó có một cái đìa địa ở đây là một cái giống như cái ao lớn mà uh, nó có nước trong đó chứ không phải là con sông nó là cái đìa rồi phía bên đìa bên kia có hai cái mã mà cũng không biết là cái mã đó của ai rồi có lần con nằm mơ con thấy có rất nhiều người mặc áo dài trắng cái cái quần áo trắng giống như là quần áo của người đạo cao đài mà họ mặc để đi đi lễ chùa đọc kinh mỗi buổi chiều vậy nhưng có điều con, con chỉ thấy họ mặc quần áo mà không thấy cái gương mặt của họ. Họ đứng sen kẽ như vậy thôi. Rồi sau khi có chồng qua Đài Loan, con cũng có giấc mơ, cũng giống như vậy. Cũng thấy họ mặc đồ trắng, cũng đứng sen kẽ. Và cũng không thấy mặt. Và ở ngay cái miếng đất sát bên nhà con. Con không hiểu cái giấc mơ như vậy có ý nghĩa gì. Mà hai giấc mơ giống nhau. Một giấc mơ bên Việt Nam, một giấc mơ bên Đài Loan. Lúc đó con có nghĩ là hay tại ông bà của mình theo đạo cao đại. Rồi khi chết á, liệm toàn mặc đồ trắng với áo dài trắng. Con nghĩ là chắc củ quyền thất tổ ông bà theo độ cho con. Có lẽ tại vì con ở nhà có lo cho nhà cửa cúng kiến đàng hoàng. Rồi sau khi lấy chồng rồi, con cũng lo cho gia đình đàng hoàng. Hệ lễ Tết đám đến thì cúng cơm cũng vậy, con cũng gửi phần tiền riêng để phụ cho nhà khi con kể mẹ con nghe thì mẹ con có nói nếu thật sự như vậy thì tốt còn nếu không phải thì điều đó báo cho mình thấy rằng có nhiều dông đi theo con lắm con qua đài loan được năm năm thì con cũng may mắn con được đi làm chứ không có phải chờ đợi lâu đi làm sớm lắm rồi sau đó có sinh em bé rồi bảo lãnh mẹ qua để chăm sóc em bé cho con được đi làm lúc đó là à, con lo được tại vì cái tiền lương ở đài loan tính ra nó cũng bằng ba người làm ở nhà đó chứ con chỉ nói là cái tiền lương của quê con thôi chứ không có dám nói chỗ khác tại vì con không biết khi đến đài loan thì con có cái cảm nhận là người đài họ khá thân thiện ở xứ đài loan có lẽ họ phát triển sớm hơn việt nam mình à, họ không có chiến tranh như bên mình. Cho nên cái việc mà phát triển nó cũng phải thôi. Rồi người nước ngoài đến Đài Loan lao động thì họ cũng không lấy làm gì xa lạ. Theo con thấy thì người Đài Loan họ sống đơn giản, họ không có chân diện mà không có bóng bẫy. Thật ra thì họ có dư tiền lắm. À, con có xem qua cái đoạn phóng sự chú đến Đài Loan lâu lắm rồi. Chú còn đi mua trầu nữa, Chú nói vợ mà ủ sứ khoai biên lãng, tức là tôi mua 50 đồng trầu, phát âm cực kỳ tốt luôn. Thôi, con không nói nhiều nữa, con xin kể chuyện ạ. À. Đầu tiên là câu chuyện tâm linh của nhỏ bạn làm chung công ty con ở bên đài. Nó bằng tuổi con. Mới đây thôi chú, cuối tháng 3 của năm 2021 đâu có xa gì. Nó kể là buổi tối nó cho con nó ngủ xong, nó mới đi xuống lầu lấy nước lên uống. Nó vừa nằm xuống, nó thấy có người mở cửa. Nó hỏi, cha, cha chuyện gì vậy? Tại vì người đó nhìn giống cha chồng nó. Nó vừa hỏi xong thì chuyện như tự nhiên người nó cứng đờ không có nhúc nhích được. Rồi người đó bay lại chỗ con của nó nằm. Rồi nói chuyện với con của nó. Rồi còn móc trong túi ra cái gì đó giống như cái bao lì xì. Rồi kêu con nó đi mua đồ ăn đi. Rồi sau đó thì từ cửa sổ lại có thêm một người nữa bay vô nhưng mà người này không cho nó thấy mặt. Chỉ thấy được từ cái vai trở xuống thôi và người đó cũng nói tiếng đài. Cái con nhỏ bạn của con nó đâu có rành tiếng đài nhiều cho nên nó thấy hai người nói chuyện lia lịa mà nó không hiểu gì hết. Xong rồi cái bà đó còn đi lại đến nó bóp cái chân của nó nữa. Ui cha nó sợ quá nó niệm Phật lia lịa hết. Hai bà thấy vậy cười với nhau rồi đi ra từ cửa sổ. Nó niệm Phật một hồi nó cử động được Nó chạy xuống lầu mới kể cho ba chồng má chồng nó nghe Nghe như vậy rồi Má chồng nó mới đi đốt nhang Cho bà nội chồng nó Tại vì ba chồng nó rất giống bà nội chồng Nó thấy rõ ràng bà nội chồng mặc đồ lão tay dài tím tím Mặc giấy lửng lửng tới đầu gối Kiểu mấy cái bà sồn sồn ở bên đây mặc vậy đó Tóc có thể uống quăng Ôi trời ơi con nghe nó kể Con sợ quá Làm bữa đó con cũng không ngủ được Cứ nhìn phía cửa sổ cứ sợ ai đó bay vô không à. Cái câu chuyện sau đây là con nghe một vị sư kể lại. Nói là ở Đài Trung có chị đó là người Việt Nam. Sanh con rồi cũng rước mẹ qua để chăm sóc. Thì bà mẹ ở được hai năm. Tới lúc trước ngày về thì có lại nhà ông xuôi từ giá. Ở ngôi nhà đó có cô con gái sanh ra thì cái chân có tật. Rồi Cô ta bị anh em coi thường nên cô ta tự ái rồi treo cổ tự tử mà dông hồn không có siêu thoát. Cho nên cổ thấy người mẹ Việt Nam này qua chơi, cổ thích làm sao đó, nhập vô người mẹ rồi theo cái người mẹ này đi về Việt Nam luôn. Thì cái người mẹ này khi về Việt Nam trong mấy ngày đầu không có hiện tượng gì lạ. Sau một tuần lễ thì bà bắt đầu đập phá nhà cửa, miệng thì lúc nào cũng nói đi về. Ôi cha ở nhà sợ quá, mới đi cầu cứu sư ông thích dạng hành ở Vũng Tàu. Khi thấy sư ông, bà ta cứ nói đi về, đi về. Thì sư ông mới hỏi, bà ở đâu mà đòi về? Bà mới kể là bà ở Đài Loan, đi theo cái xác này đây giờ chơi. Bây giờ muốn về mà không biết đường về. Sư ông mới hỏi, bây giờ mua vé máy bay cho xác này qua bển lại là con về được phải không? Cái dòng đó mới nói, Hết hạn rồi, không được qua nữa Sư ông mới hỏi tiếp Vậy thì làm sao để sư ông tìm được cái cách Thì nó mới chỉ là đi ra cái sân bay đó Chỗ người xếp hàng mà đang check in hành lý Rồi hỏi dùm nó cái hàng nào đi về Đài Trung Tại vì à, à, Làm như vậy đó Thì nó mới dịnh dai người ta nói về Mà nó phải nói rõ là Đài Trung nha Chứ nói chỗ khác nó không biết đường về. Tại vì từ nhỏ tới lớn nó không có đi ra khỏi nhà. Nên không có đi học và không biết chữ. Đó là những câu chuyện của con. Cuối thư con xin chúc chú Thảo nhiều sức khỏe. Gia đình dạng sự bình, dạng sự an. Chúc cho dịch bệnh mai chóng qua đi. Để chú Thảo đi xô và quyên góp cho chùa, cho nhà thờ. Làm việc hữu ích cho đời. Quý vị và các bạn vừa nghe qua Kho tàng Chuyện Ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 580 với Việt Thảo. Mong rằng quý vị hài lòng với những câu chuyện với Việt Thảo đã kể lại hay đọc lại cho quý vị nghe. Xin hãy giới thiệu cho mọi người cùng biết đến và hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kế tiếp với những câu chuyện tâm linh mà các bạn gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Thank you and I love you. Xin kính chào quý vị, Alisa Châu là chủ nhân của Chow Insurance Agency đã có hơn 30 năm kinh nghiệm để phục vụ cho quý vị về vấn đề Obamacare, Medicare, IRA, 401k, Life Insurance, Bảo hiểm nhân thọ, dân nhân, dân dân Quý vị xin gọi cho Alisa Châu để giải quyết hoặc giải đáp được những câu hỏi hoặc thắc mắc của quý vị. Alisa sẽ tĩnh tâm lo giải quyết cho quý vị những vấn đề thắc mắc của quý vị. Việt Thảo hoàn toàn tin tưởng vào Alisa của Châu Insurance. Cái tin tưởng này thể hiện ở chỗ là Việt Thảo là client, là thân chủ của Châu Insurance trong suốt bao nhiêu năm qua. Việt Thảo cũng mong quý vị giống như Việt Thảo để có được cái quyền lợi trên cái vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề tài chính. Việt Thảo xin được cân hạnh giới thiệu Alicia của Châu Insurance ở Georgia, Atlanta. Nè, nói nghe nè. Oh yeah. Thảo ồ giá Việt Nam, Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn hai luật sư Y Tần Phạm và Jenny Nguyễn chuyên về bồi thường tai nạn xe cộ cũng như về luật di trú của Hoa Kỳ. Khi quý vị bị tai nạn xe, hãy liên lạc với tôi. Tôi là luật sư Ethan Phạm, chuyên về luật tai nạn xe và sẽ trực tiếp giải quyết cho quý vị. Nếu quý vị muốn hồ sơ di trú của quý vị được thành công hoặc nếu hồ sơ di trú của quý vị đang gặp những trở ngại, bị chậm trễ, chưa được giải quyết hoặc là bị từ chối, quý vị hãy gọi ngay cho tôi. Tôi là luật sư Jenny Nguyễn của tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm sẽ luôn luôn giúp quý vị. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói cũng như việc làm của luật sư Jenny Nguyễn cũng như luật sư Y Tịnh Phạm. Việc tạo sự được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị.